Dì Lệ. Hả? TV nói là uống sữa bò thông minh, mà sao người ta không nói là ăn phở bò cũng thông minh vậy? Ủa nó cũng là con bò mà, sao người ta hay chửi là đồ ngu như bò? Ủa sao con bò nó ngu như vậy mình uống sữa của nó để thông minh vậy? Là sao không hiểu gì hết trơn á? Không lẽ từ giờ tới già tôi phải chịu cái cảnh này hoài luôn sao trời? Sao kỳ vậy ta? Trời ơi, chắc tôi khùng quá. Sao kỳ vậy ta? Sao ngày nào mình cũng muốn sữa bò mỏng thông minh gì hết, không có nhớ gì hết vậy ta? Ăn phở bò cũng thông minh nữa, làm sao giờ ta? Hồi xưa thì khó ưa, bây giờ khùng quá thì phiền phức. Không lẽ bây giờ nhốt ổng luôn trong phòng, ngày nào cũng ngồi nói xạo, nghe mà nhức hết cả đầu. Anh hai. Hả? Em Khôi, đi làm hả? Ôi, đi làm có gì vui không vậy? Sao ngày nào cũng đi làm vậy? Đẹp quá, cho anh hai mượn. Cậu Khôi, cậu Khôi ơi, ở ngoài cửa có cô Châu, cứ đòi phải vô gặp cậu Bảo cho bằng được. Bây giờ sao cậu? Để tôi ra tôi nói chuyện với cậu. Dạ. Đưa ổng lên phòng đi. Dạ, tôi biết rồi. Cậu Bảo à? Ừ? Hay là bây giờ cậu đi lên phòng đi, tôi có cách giúp cho cậu thông minh lên nè. Ừ. Có cách làm cho thông minh hả? Ừ. Cách gì vậy? Nhưng mà cậu phải đi lên trên phòng tôi mới nói được. Ê, đi, đi lên làm cho thông minh, nhanh lên. Dạ. Đi, dạ. Đi, đi nhanh cậu. Lên.